Anh ơi, em đang chuẩn bị gửi chó cho anh nhá. Con này mảng màu siêu khủng luôn. Gầm đen, lồng bốn chân đen, đen cả bụng luôn. Đây, thần kinh căng, cái này. Về Đồng Nai định cư nhá. Ủa, cái con này, cái mảng màu gầm của nó thì thôi rồi luôn nhở. Màu rất là nổi và rõ ràng. Càng phơi nắng ấy, cái lông lưng này ấy, anh mấy nữa anh phơi nắng được vào trong anh ấy. Nó lên lông đỏ cháy đỏ đậm luôn. Ở chỗ em mấy dạo này là mưa rào ấy thì mới không phơi nắng được, nên là màu nó thế này là còn nhạt đấy nhanh nhá. Yên tâm là càng phơi nắng càng đẹp. Đấy, anh sẽ gầm nó ra đây. Đấy. Đây, nó sẽ gầm đấy. Ui dồi, kẻ vẽ luôn. Thôi, ăn thôi nữa. Chuẩn bị ăn trứng để lên đường tiếp nhá. Hôm nay chỗ em mưa đây, mọi người nhìn này, hôm nay mưa rất là nhiều, em quay trong nhà nhá. Mưa hôm nay vẫn cố chuyển cho anh vì để các bạn chờ lâu lắm rồi. Để trước khi đi em sẽ cho ăn trứng lộn này, trộn với men tiêu hóa này. Cho ăn trước hơn tiếng đồng hồ để cho nó có thể tiêu hóa được ấy. Nếu mà cho ăn mà đi luôn là nó bị sốc bụng, nó nôn ra hết thì con chó nó sẽ bị mệt nhé mọi người nhé. Đấy. Thường trong cái quá trình vận chuyển thì các anh chị hoàn toàn yên tâm một vấn đề là em sẽ nhờ nhà xe chăm sóc cho uống nước hộ nhé. Còn cái vấn đề cho ăn thì khi mà chuyển chó thì mình không nên cho ăn trong quãng đường di chuyển. Đi thế thì cái đi xe ấy thì nó cứ hay bị sốc này, con chó nó sẽ bị lộn ruột, nó nôn nhiều và kiệt sức. Có nhiều con là đi đường nhà xe không biết cho ăn nó sẽ bị chết đấy, bởi vì nó bị lộn ruột đấy ạ. Đấy nên là mình không lo cái vấn đề mà chó sẽ chết đói đâu. Chỉ có nước uống duy trì là được. Con thực ra con chó nó nhịn 3-4 ngày nó không bao giờ nó bị làm sao cả, 5-6 ngày cũng không sao, chỉ cần có duy trì nước uống. Nhưng mà đi đường đi xa từ Bắc vào Nam mà cho ăn là ý rằng là con chó nó sẽ bị yếu luôn. Trước khi đi thì em sẽ phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho nó trước nhá. Rồi, lại tiếp về Đồng Nai định cư nhá. Xin chào mọi người.